À, em tên là Nguyễn Quang Phương, năm nay em 25 tuổi. Em là đầu bếp. Tại sao đàn ông mà mình thích đi làm bếp là sao bạn? Dạ tại vì không ai nấu cho mình ăn thì mình phải tự nấu cho mình ăn, rồi nếu cuối cùng là nấu cho người khác ăn luôn. Công việc của em là làm bếp điểm tâm, nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông á. Em là bếp trưởng điều hành bên nhà khách sạn đó chị. À, bếp trưởng nấu ăn rất ngon ha. Hàng rào trái tim bắt đầu mở. Quà con gửi tặng em. Cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với em thì ngày hôm nay em mặc cái bộ đồ này rất là đẹp. Cảm ơn em. Bà xưa ở câu thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Anh thì hiện tại cũng chưa phải là chủ, cũng đi làm như người ta. Nhưng mà riêng bản thân anh á, lập trường anh rất là vững. Thời gian sắp tới nếu mà thực sự anh có gia đình, anh khẳng định là anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt. Em cảm ơn anh ạ. Qua những gì anh nói thì em thấy là anh cũng là mẫu người của gia đình, cũng giống như cái em mong muốn. Em thấy anh cũng dễ thương, cũng chững chạc. Mình sẽ hẹn nhau thì cà phê hay là thậm chí chỗ đó có ăn uống thì mình vừa ăn uống vừa nói chuyện luôn. Tại anh làm bên nhà hàng mà. Về cái vấn đề mà lãng mạn với lại hẹn hò, địa điểm hẹn hò thì cái điều đó em khỏi phải lo. Cho em hỏi là nếu như mà em đang ở Bình Dương á, khoảng một tháng, nửa tháng em lên một lần thì có sao không anh? Em kinh doanh ở đây, em có nhân viên ở đây làm, em về Bình Dương á. Em thích sống với ba mẹ nên là em cũng hay về Bình Dương. Mình về mình thăm bố mẹ mình là chuyện bình thường. Thì nếu mà có dịp thì anh cũng muốn đi về dưới để tìm hiểu luôn. Dạ. Em có thích ăn món gì hỏi anh biết nấu không? Em thích dạ, ăn món gì? Em dễ ăn lắm anh. Anh chuyên về món Tây nhiều. Mình đi làm là làm suốt tuần luôn hay sao? Một tuần thì em sắp xếp em thể nghỉ một ngày. À. Nhưng mà riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì cái đó thì nói chung là hên xui. Tại vì cái ngành nghề của em ngày thứ bảy chủ nhật thì hơi bị đông. Thường thì anh làm buổi tối hay là ban ngày? Thường thì anh làm buổi tối em. Có điều rất là quan trọng mà đàn ông là hay bị cái này lắm. Tức là đàn ông đôi khi muốn con trai hoặc con gái mà vợ đẻ hoài là không được, là bắt đẻ hoài luôn. Thì hôm nay mình rõ ràng cái chuyện đó luôn ha. Dạ. Em hỏi đi. Dạ anh có nhất thiết phải có con trai không anh? Anh thì nói chung là con trai con gái gì cũng được. Nhưng mà riêng anh thì anh là thích con gái hơn. Ví dụ như đẻ hoài không được con gái thì sao? Chuyện trai cũng được mà anh. Ừ đó. Nhưng mà trước tiên em muốn là một đứa trước. Để cho cái kinh tế của mình nó ổn định, xong rồi đầu mình mới tính tiếp thêm. Hiện tại thì cứng từ ban đầu của anh á, về em thì anh rất là thích em. Thì ngày tháng sau này thì mình tìm hiểu những cái khuyết điểm, về cái ưu điểm thì ai cũng phải có hết. Thì anh cũng hy vọng là những cái ưu điểm của anh sẽ bù lại cái khuyết điểm của em. Còn cái khuyết điểm của anh thì em sẽ lấy cái ưu điểm của em bù lại cái khuyết điểm của anh. Là hai mình là ok. Dạ cảm ơn anh. Hôm nay anh đến đây thì cũng có món quà tặng cho em. Đây là hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp và đẳng cấp. Anh xin tặng cho em. Em cảm ơn anh. Em có thích ăn sô cô la không? Dạ em cũng thích. Sô-cô-la thì có hai loại, một là loại ngọt và hai là loại đắng. Anh tặng cho em loại ngọt này. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ ăn. Còn loại đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn. Và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi, khi mà thiếu sô-cô-la đắng rất là bồn tròn, lúc nào cũng muốn ăn. Anh là loại thứ hai đó. Dạ. Em cảm ơn anh. Trời ơi, ảnh tinh tế quá. Ảnh tặng sô-cô-la ngọt sợ. Còn ý ảnh là ảnh là sô-cô-la đắng, đúng không? Em cũng không có gì nhiều. Chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai MC và cả quý vị khán giả. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm
nhớ mãi. Hay quá, tài năng. Em trai, dạ. Thấy thế nào? Em hát rất là hay. Em có thích đi phượt không? Dạ thích anh. Em cũng có hay đi. Em đang dự định sắp tới sẽ làm những cái clip ẩm thực về miền quê á anh. Vậy thì sau này nếu như có thời gian thì em chỉ anh đàn nha. Khi mà đi phượt á, mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng, anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát. Dạ. Công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ? Dạ bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 tiếng. Và cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review cái món ăn. Dạ, buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay, rồi tối về em tự edit, tự làm một mình em vậy đó. Dạ. Công việc của anh thì làm bếp mà em cũng biết đó, đi sớm và về muộn. Nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi. Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối. Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? Đúng rồi, anh nghĩ em là người ở thành phố. Dạ, tại em bị lai. Anh cũng bị lai nè, nhiều người nhận xét anh giọng nói giống giống người Hoa. Anh biết nói tiếng Hoa hả? Biết chứ. Vậy là nửa về nói với mẹ em với thằng em em. Mẹ em, thằng em thì đang làm bên Thượng Hải, Trung Quốc á. Bên Thượng Hải. Sau này về nếu có cơ hội anh sẽ trao đổi với gia đình em bằng tiếng Hoa. Dạ. Nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em. Dạ, vậy thì em dạy anh đàn, anh dạy em tiếng. Hai đứa về kết hợp hợp lắm. Bên này á, đàn gái ngồi đàn. Dù em hát hết bài Cảm ơn tình yêu, anh phải ra được món. Trời, quay lên review là bao hot. Mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau, dành thời gian với nhau thế nào, bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn, rồi tài chính sau đó như thế nào. Trước đó em đi Đài Loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi. Và khi bên Đài Loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái nước khác để làm tiếp. Mà sau khi về đây thì được cái sự động viên từ gia đình. Gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi. Em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi. Cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình. Thì cha cũng mong có cháu bồng. Hiện tại em đã có công việc ổn định rồi. Cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái thì càng sớm càng tốt. Quan trọng là hai người hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói một câu để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ về người đối diện thế nào. Hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em cũng nghĩ giống anh liền luôn. Nên cho mình một cơ hội. Chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị 3 2 1 Rồi, nắm tay nhau. Chúc mừng hai bạn đã trở về một đội phụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ? Đúng rồi. Em rất thích thủ tục này. Dạ, em tên là Nguyễn Quang Khương. Năm nay em 25 tuổi. Em là đầu bếp. Quang Khương, đầu bếp, 25 tuổi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng, em 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho công ty Diageo. Hai bạn. Ơn giời, bạn đây rồi. Bạn trốn ở đâu mà lâu quá vậy? Chuyện hồi mấy năm ấy. Lát hồi nhớ về á. Bạn có thể tặng cho mình một bài hát được không? Để mình luôn luôn mình nhớ mãi về bạn. Hay là mình bất chấp hết đi em. Em mơ suốt đêm thao thức vì em, vì lời ta từ lúc anh ra về, cầu mong cho mau trời sáng đến giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Cảm ơn bạn nha. À, bạn có hay hút thuốc hay uống rượu bia hay cờ bạc gì không? Cờ bạc không, rượu bia thì bị dị ứng. Còn hút thuốc là nếu mà bạn bấm chuông mà trở thành người yêu của mình thì sẽ không bao giờ thấy mình hút. Vậy là rất là good. Quà đi Quang nó. Quên. Điện của Quang nó được tê hết rồi. Quà quỳ xuống cầu hôn luôn coi. Mình có một món quà tặng bạn. Nó có thể là khá là hợp với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thích đi du lịch không? Thích chứ, mình thích đi phượt. Nhiều khi mình chỉ muốn chở người yêu đi dạo một vòng thành phố hoặc là đi thưởng thức. Thì bạn có từng thưởng thức phố này vào lúc hơi khuya tí? Thưởng thức là thưởng thức không khí hay là dạ, thưởng thức không khí và những cái gì mà nó thường xuyên về thưởng thức á. Nhưng mà nói chung á, mình á là thích cái gì nó độc và nó lạ. Có nghĩa là mình cũng thưởng thức nhưng mình thưởng thức cái khác thì càng tốt. Thế mình đi. Ok. Ok. Nói chung về quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, biết quan tâm nhau, lẫn nhau.
ai thì cũng có khuyết điểm. Yêu nhau là phải chấp nhận những khuyết điểm đó rồi thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói không được thì nói cho đến được thì thôi. Mình có thể ôm bạn một cái không? Cảm ơn. Bình thường á, những cặp nào mà bấm nút xong rồi ở đây mới cho ôm hoặc là nắm tay mới cho hung ha. Một, đã hai, phải làm xoay. Ba. Ôi, đấy, không ơi. Đấy, không ơi.